Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019 nhé. Và bây giờ cũng là 11 rưỡi cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F7. Đây ạ. Oppo F7 thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Và Oppo F7 là máy, con này là máy màu bạc nhé, hình thức rất là, còn rất là đẹp các bạn nhé. Mà chung là bọn sản phẩm Oppo F7 thì cũng bây giờ cũng rất là hiếm các bạn nhé. Và con Oppo F7 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 này nhé, các bạn nhanh tay là hàng thì mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại của mình thì có hai số, một là 0966221789 và số thứ hai là 0833221789 nhá. Và cái số đầu tiên thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Đây, máy màu bạc rất đẹp đấy các bạn nhìn. Máy màu bạc rất là đẹp ạ. Và nào thích sản phẩm Oppo F7 thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Nói chung là hiếm, hôm nay mình vừa mới lựa lại của khách dùng rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là các bạn dùng sản phẩm Oppo các bạn đã biết rồi, nói chung tỷ lệ lỗi nó khá là ít rồi. Chỉ mình chỉ có rơi, các bạn chỉ có làm rơi hoặc là đập thì nó bị hỏng bình thường rồi, các cái lỗi vặt thì ít lắm các bạn nhé. Nên là các bạn dùng sản phẩm Oppo hoặc là Vivo khá là yên tâm, nhưng không phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối cái này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A5s này, chiếc Oppo A5s. Hôm nay mình vừa mới về con này xong. Này, Oppo A5s này. Cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này khách vừa mới mua được tháng xong các bạn nhé. Đấy, máy đẹp keng các bạn này. Đấy. Oppo A5s. Và cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này nhá thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đấy, con này thì có cả vân tay này. Màu không phải đỏ tươi đâu, mà con này là nó đỏ đậm các bạn nhé, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích màu đỏ này rất là tuyệt vời nhé. Ví dụ nhà các bạn mà có ông xã hay bà xã hay tặng cho bố mẹ thì tặng sản phẩm các bạn gái người yêu, tặng sản phẩm Oppo F7 màu đỏ nó rất là đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này nhé, các bạn nên tay hàng mình được sớm nhất nhé. Con này thì có trang bị thêm vào cái vân tay này, dùng nó rất tuyệt vời các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Nếu một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là hình thức là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai là hình thức các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nên là các bạn cứ yên tâm, không phải lo nhé. Không phải lo về các cái hình thức nhận hàng, thanh toán hay như thế nào không, nên các bạn yên tâm ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ. XZ hôm nay nhà mình về được 3 chiếc nhé. Hai chiếc đen nhé. Hai chiếc đen và một chiếc đây. Hai chiếc đen và một chiếc màu xanh đen này nhá, màu xanh xanh này. Đấy, màu xanh đen các bạn, hai chiếc màu đen. Đấy. Và một màu xanh đen các bạn nhé. Nói chung là giá sản phẩm Sony XZ bên mình thì cực kỳ là ok. Để biết giá chi tiết của sản phẩm Sony XZ ấy, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Máy rất là đẹp các bạn nhé, đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ các bạn nên tới hàng mình là sớm nhất nhé. Nhà mình nay thì có về là 3 chiếc ạ. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Và tiếp đến là sản phẩm là Sony Xperia. Sony Xperia của mình thì nhà mình có hai màu nhé. Nhà mình thì còn hai màu. Đây. Sony Xperia thì nhà mình có màu hồng và màu gold. Và sản phẩm Sony Xperia thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Còn Sony XZ thì cũng thế nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Dành những cái bạn mà thích sản phẩm Sony nhé, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền, nên là các bạn yên tâm. Bình thường thì nhà mình thì hay leo vào buổi tối và mình sẽ thường hãy sẽ xuất đơn vào buổi sáng và bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng, nên là các bạn gọi đừng gọi mình sớm quá nhé. Mình gọi mình sớm quá thì mình sẽ
mình cũng sẽ không nghe máy được, mong các bạn thông cảm nhé. Mình bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng nên là các bạn gọi đặt hàng mình buổi sáng thì mình sẽ chốt luôn cho các bạn buổi sáng và chiều mình để ship cho các bạn. Còn các bạn nào chốt buổi chiều và buổi tối thì phải hôm sau mình ship được cho các bạn nhé. Đấy nhờ, bạn nào thích sản phẩm son Epomen thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và tất cả thông tin địa chỉ cửa hàng nhà mình thì mình sẽ comment luôn phần mô tả video. Các bạn nào muốn đổi điện thoại ấy, hoặc là sửa chữa bảo hành thì các bạn có thể là gửi theo cái địa chỉ cửa hàng bên dưới nhà mình. Thì mình ghi rõ tình trạng máy và các bạn máy muốn đổi ấy, thì các bạn có thể điện trực tiếp cho mình. Máy muốn đổi các bạn rồi các bạn lên YouTube của mình, xin địa chỉ của mình và mình sẽ gửi địa chỉ cho các bạn. Các bạn có thể gửi máy cho mình thì mình sẽ giao lưu trao đổi với các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm không phải lo về chế độ bảo hành đổi máy nhà mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình lại về tiếp được 4 con, hai đen và hai gold nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì bên mình đang thanh lý với giá là con này là mình bên giá hơn 2 triệu đồng các bạn. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Nói chung các bạn nào đã sử dụng Samsung Z7 Pro rất là tuyệt vời các bạn nhé. Nên các bạn dùng cứ yên tâm không phải lo nhé. Nói chung Samsung Z7 Pro thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất nhé. Máy đây rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp ạ. Nhà mình có màu gold và màu đen nhé. Bọn này đều nhà mình đều là bản Hàn, đã lên được hai, đã sẵn có sẵn hai sim nhé, nên là các bạn về chỉ phải dùng thôi nhé, các bạn yên tâm không phải lo nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay các bạn giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z3 2016. Đây là con Samsung Z3 2016, nhưng con này là bản hình như là bản cực kỳ, nhưng bản con này là bản một sim nhé. Con này chỉ có một sim thôi nhé. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Nó tương đương với bản Z3 2016, nhưng mà con này thì là bản một sim nhé. Con này Samsung này thì bên mình đã thanh lý với giá là này, Samsung Galaxy nhiều bản cho dành nước ngoài sao ấy, thì mình cũng không rõ. Thì con này thì mình thanh lý cho các bạn là 1 triệu đồng các bạn nhé. Này, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 này các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất nhé. Này, máy màu gold rất đẹp nha, con này bản một sim nha. Con này rốt hình như người ta rốt ở Việt Hòa tiếng Việt thế sao ấy. Hình như con này là về Việt Nam là không có tiếng Việt này. Rồi, về Việt Nam là không. Hay nhờ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2017. A5 2017 thì hôm nay nhà mình về được tiếp tục là 3 cây nhé, 2 đen và 1 màu hồng nhé. Và sản phẩm Samsung A5 2017 này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này được hỗ trợ là cổng tai xi rất là thích nhé. Máy màu hồng rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 bản Hàn này nhé, thì các bạn nên đặt hàng mình được sớm nhất này. Đây là tất cả là sản phẩm Samsung A5 2017 này bản Hàn nhé, nhờ mình đã lên sẵn hai sim nhé các bạn nhé, cho nên các bạn dùng được yên tâm không phải lo về chế độ hai sim nhá. Mình đã lên sẵn hai sim và mình sẽ thử lướt qua cái phần nghe nhạc này. Máy màu hồng rất đẹp. Đấy, máy màu hồng người nghệ nói chung cũng đấy. Nói chung là các bạn nào mà có nhà có bà xã hoặc là có người yêu, các bạn tặng sản phẩm Samsung A5 2017 này rất là tuyệt vời. Con này thì nó không to quá, nó không nhỏ quá, máy được bo tròn các cạnh rất là tuyệt vời nhé, rất đẹp. Nói chung là sản phẩm này cũng rất là hot nhé, rất nhiều người dùng các bạn nhé, rất là đẹp. Cái ngày mới ra nó cũng phải mười mấy triệu ấy. Hơn 10 triệu nhưng bây giờ rất là rẻ nhé, có khi chỉ bằng giá màn hình thôi các bạn. Nhà mình thì có 2 chiếc đen bóng và 1 chiếc màu hồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm A5 2017 thì các bạn nghe cái hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì hôm nay nhà mình về được 2 chiếc nhé. 2 chiếc máy Hàn, một hồng và một xanh nhé. Và sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì bọn này thì mình đã lên sẵn 2 sim cho các bạn nhé.
nên là các bạn chỉ về chỉ việc lắp hai sim mà dùng thoải mái nhé. Máy màu hồng rất đẹp đấy các bạn nhìn, rất là đẹp, máy zin đét nguyên bản các bạn, máy màu hồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thương lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Đấy, giá rất là ok nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro các bạn nên đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Máy rất đẹp. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6 2018 này. Samsung A6 2018 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Con này là máy màu mận chín nhé, hình thức còn 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất nhà mình thì còn một chiếc màu mận chín đấy nhé các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Đây, máy màu mận chín rất đẹp nhé. iPhone này thì mình giờ này thì mình rất là ít nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo. Nhà mình thì có chiếc Oppo F1W. F1W thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Hình thức còn khá là đẹp nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1W này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Oppo F1W. Cấu hình con này RAM 3GB. Bộ nhớ là 16GB các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Neo 5. Neo 5 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 650.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 này nhé, các bạn nên đặt hàng với mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 650.000. Nên là bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 này các bạn nên đặt hàng với mình sớm nhất nhé. Nói chung các bạn làm cái máy phụ nghe gọi Oppo khá tuyệt vời nhé. Các bạn đã thấy sản phẩm Oppo Neo 5 này nhé, các bạn nhanh tay hàng cho mình được sớm nhất vào sáng ngày mai nhé. Và chiều ngày mai thì mình sẽ ship cho các bạn luôn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì nhà mình hôm nay mình còn về được mỗi một chiếc này nhé. Và sản phẩm iPhone 5 thường này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Đây, hình thức còn 97% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường nhé, các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Các bạn làm thêm một cái máy phụ nghe gọi cũng khá là ok nhé. Máy màu trắng rất đẹp nhé. Và sản phẩm cuối cùng mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z2 Bright. Z2 Bright thì con này thì là máy tình trạng là bị gì nhỉ? Tình trạng là máy là tình trạng Samsung Z2 Bright này là cái tình trạng là bị nhận sim nhưng mà không có sóng các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ thanh lý cho các bạn. Nói chung là những cái con này thì mình cũng chẳng muốn sửa làm gì cả. Nói chung là mình cũng thanh lý cho các bạn, coi như là về các bạn mua cho con nhỏ với giá rẻ. Các bạn có thể là cho con nhỏ ở nhà xem phim, hoặc là các bạn mua thêm một máy về để chơi game, xem phim rất là tuyệt vời, hoặc là nghe gọi Zalo, Facebook rất là ok nhé. Nói chung là các bạn không nghe gọi được sim ấy, không nghe gọi được sim thì các bạn có thể là gọi Zalo hoặc là Facebook các bạn nhé. Thì sản phẩm Samsung Z2 Bright này thì bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Máy màu gold hình thức cũng khá là ok nhé, còn phải đến 85%. Mình thanh lý với giá coi như là rẻ để cho các bạn về xem phim, nghe nhạc, hoặc là các bạn gọi Facebook, Zalo rất là tuyệt vời nhé. Con này chỉ bị tình trạng là mỗi nhận sim nhưng mà không có sóng các bạn nhé. Còn wifi thì chụp ảnh tất cả chức năng còn lại thì ok hết nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thích thì chốt cho mình sáng mai thì mình sẽ ship luôn cho các bạn luôn nhé. Làm máy phụ về cho con nhỏ xem phim hoặc là chơi game cũng rất là tuyệt vời nhé. Thanh lý cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ bên mình thì các bạn có thể là ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc cho các bạn là đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào tất cả các bạn nhé.